ra sân khấu. Mời bạn Nam. À, chào anh. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình giới thiệu đi em gái. Em tên Nguyễn Lương Thảo, năm nay em được 27 tuổi rồi. Em đang làm việc tại Long An. Em sống ở Kiên Giang. Mình làm công việc gì ở Long An? Dạ, em là nhân viên kiểm hàng trong công ty của Hàn Quốc. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Hùng Nguyễn Minh Hùng, quê ở An Giang. Em hiện tại là nông dân, thì em làm vườn. Ở nhà có trồng chanh, hôm nay em có hái chanh lên đây. Chanh nhà trồng đó hả? Dạ. Chúc mình tặng đàn gái nha. Dạ. Làm vẫn ở quê luôn hả em? Dạ, ở quê. Trước kia thì em khi học ra thì em học bên quản trị mạng. Rồi em làm ở Sài Gòn được 3 năm. Rồi em có định hướng là cho cha mẹ lên Sài Gòn luôn, có mua đất ở Củ Chi á chị. À, ủa rồi sao không ở Sài Gòn mà đi về quê lại? Dạ nhưng mà cha mẹ thì không có chịu, tại vì nói bà con dòng họ đó, cha nói thôi về quê sống với cha thôi, em về luôn. Trời ơi, dài trong nhà nữa không? Dạ trong gia đình thì có 5 chị gái và có mình anh em à. Chị thì lập gia đình hết rồi. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em gái. Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích quan tâm người khác. Nhược điểm của em thì nói nhiều. Nói nhiều, nãy giờ có thấy nói nhiều gì đâu, nó có chút không à. Chứ nấu ăn thì dở. Gọi gì nữa em? Dạ nhiều đó hết. Vậy đó, đó hả? Cô nói nhiều đó. Rung hả? Hít thở vô thoải mái lên. Bây giờ hát bài gì cho đỡ rung đi em gái. Dạ em chỉ hát được một vài câu thôi ạ. Rồi mời em. Chưa biết yêu lần nào, biết ra làm sao, trong tình yêu như thế nào. Trời ơi trời. Tiếp đi, đang hay mà. Dạ em hết thuộc rồi. Trời đất ơi, em hát độc lắm á, giọng em độc lắm à. Dạ em chào anh. Nghe giọng em qua liền luôn á. Bắt đầu. 2, 3. Trong 3, 2. Vậy em quên hết rồi. Thôi chút xíu nhớ hát nha. Kiên Giang đúng không? Dạ. Nghe An Giang hát nè. 2, 3. Em có buổi chương trình bài hát thôi để em hát nha. Trời ơi. Quên. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, chờ một đêm đông. Tiếp. Anh sẽ trồng chanh về bên nhà em. Thôi được rồi, vậy chúc hai người gặp lại hát nha. Nhớ suy nghĩ bài gì gặp ảnh là hát liền nha. Đàn gái dễ thương lắm. Trai qua thấy đàn gái khoái rồi nha. Chấm rồi đó. Thôi bây giờ mình tiếp câu chuyện dở dang lại đi. Nhà trai nói điểm yếu, điểm mạnh gì của mình đi. Điểm mạnh của em thì việc nhà em làm được hết. Với lại em thì cũng vui tính, được mọi người mến. Còn điểm yếu của em thì em có cái tính nó hơi kỳ, đói bụng rung lên là em chẳng làm gì được hết. Với lại ngủ nó hơi ngáy, tính cũng hay cọc tí nữa. Trông giống anh cũng vui, cọc à. Thôi bây giờ mình nói chút xíu đường tình đi, có mấy mối tình rồi? Hồi trước thì ở Sài Gòn cũng có quen xong thì khi mà em định về quê đó, rồi em có nói với bạn gái ấy để về quê sống với ba mẹ, thì bạn không chịu. Về bên An Giang đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Dạ. Em vừa trồng chanh, có trồng nấm bào ngư. Hôm nay thì em cũng mon men trồng thêm nấm linh chi. Ồ, ngon quá. Ngon à, về đi em, về trồng đi em, có chanh ăn chanh, có sao nấm em? Ăn nấm. Tình trường em thì sao? Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất của em thì quen được khoảng được năm mấy gì đó. Do tánh của em ghen nhiều quá cho nên là... Ghen nhiều quá hả? Dạ. Không có thích tính cách hay đi chơi của em nhiều quá. Ảnh thì nói chung là kiểu hơi gia trưởng. Đi chơi là đi đâu? Dạ thì sở thích của em là thích đi du lịch, đi xem phim, ăn chơi giống nhậu nhạc rồi. Dạ không. Đàn đúm rồi đâu có đâu đúng không? Dạ không. Nhưng mà em gái biết sao, nãy anh qua anh nhìn em á,
em có một cái khuyết điểm này nè, nếu nhìn vô nó hơi dữ dữ á, thành ra là ông cũng hơi sợ sợ. Nhìn em ngầu lắm. Dạ, cái đó thì em đi làm từ trước đến nay á, ai cũng nói với em vậy, cả nam hay nữ cũng nói em vậy. Nhưng mà em, cho dù em có cố gắng để chỉnh sửa, chẳng hạn như là mình chỉnh sửa lại cho mình cảm thấy hiền xíu, nhưng mà bản thân em thấy mình có dữ không? Dạ không, em rất hiền, em rất hiền. Trời sinh ra vậy là chịu thôi, chứ tính tình rất hiền. Dạ. Chỉ có thích làm đẹp, thích đi du lịch, cái đó thì ai cũng muốn hết, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Phải có một cái sự suy nghĩ, phải biết thông cảm, phải biết chia sẻ. Cái gì mình phải từ tốn, phải biết suy nghĩ tí xíu, chứ không phải giống như bạn ấy, bạn nói bạn ghen đi. Tùy theo cái việc, nhà em rất là nhiều người mến, thật sự là vậy. Có nhiều đứa em nó hay gọi nói chuyện với em, nó cũng tâm sự nè. Em ghét mưa hả? Nói. Không phải em ghét mưa, tại vì em ở quê thì có cũng giao thiệp cũng nhiều. Nếu như mà bạn ấy không tìm hiểu được rõ đó là sự việc như thế nào, hoặc nói chuyện về vấn đề gì thì bạn ấy ghen thì nó không hay. Nó phải có vấn đề mới ghen, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi còn bạn gái có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg trở xuống là được. Ừ, anh vậy đó em. Trời, cái giọng ổng ngọt dữ ha. Gọi gì nữa em? Nói chung là về gương mặt thì ưa nhìn xíu, ngoại hình thì hơi phong độ chút. Đàn ông sao là phong độ? Thì ăn mặc gọn gàng lịch sự là được. Có những cái điểm gì em không thích ở người đàn ông, hay là em có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Em diễn tả. Nói chung là mẫu người lý tưởng của em thì vui vẻ cỡ Ngô Kiến Huy là được. Không thích hút thuốc. Có hút thuốc không trai? Dạ không. Không có? Không hối tóc. Không có mọc râu hai bên nhiều quá. Hối nhiều là cỡ nào mới hối nhiều? Thì cao quá không cao được. Quá hả? Dạ. Đâu, trời, chờ chút xíu nha. Mà râu chính giữa được không? Trời dạ, râu giữa phải cạo sạch. Phải cạo sạch, không được để râu. Dạ. Chết rồi. Trời đó, coi cái gì vậy? Ê, chào chị. Đi cho nó gọn đi em. Cô gái hoàn toàn rằng. Trời ơi, trời. Rồi bây giờ là cô này là cô chịu làm dâu. Thấy là ổn rồi đó, phụ em làm công việc cái gì vậy? Sao không có tóc mà còn có kẹp? Em biết đâu cái kẹp này nó vơi vào đâu. Chuyện gì là ghen nè. Trời ơi, giới tính rõ ràng không ông? Dạ. Trên đầu có kẹp tóc là sao? Cái này nó lỡ đi chứ. Cái gì cũng phải cẩn thận, cầm cái khăn là coi có kẹp hay không nha. Leo lên xe hay là lên ghế ngồi coi có tóc của ai không nha. Chứ không mà về bà ghen. Đó là kinh nghiệm ha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Thôi có cái kẹp thì coi gì kẹp này của anh đi. Rồi ta đang làm việc ở trên Long An lận. Bây giờ nếu mà đem về quê thì em có tìm được công việc gì ở dưới quê cho vợ mình làm không? Tùy theo bạn thôi. Ví dụ bạn cũng muốn kinh doanh, nhà em vẫn có để tạo điều kiện cho bạn kinh doanh. Để mấy chị em hỗ trợ hết mà, chứ lại em cũng có nữa mà. Hồi trước mua đất Củ Chi á, bây giờ em bán đất Củ Chi xong về em mua lại dưới quê. Trong gia đình em thì có mình anh em, cho nên tất cả cái gì cũng là của em hết. Chắc không? Bậy dạ, à, chắc chưa chắc đâu à. Anh thấy cũng được rồi đó. Được, bên được. Kiểu rồi chị ơi. Nhìn kỹ là dễ thương lắm mà. Bởi mới vì nhìn nhà mặt tiền ha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào cô chú Hoàng Linh. Dạ chào cô Quốc Tường. Dạ. Chào khán giả. Dạ chào anh đàn trai. Tôi là mẹ của Ngọc Thảo. Cô Thảo ở đây thì cũng có tánh hơi bướng bỉnh chút vậy thôi. Thấy mặt mày nó không dữ chứ nó hiền lắm. Theo cô thì đàn trai được không? Dạ thấy trai cũng được, nói chuyện đồ cũng có lễ phép này kia thấy cũng được. Đúng rồi. Thì con thấy, con nhìn kỹ đi đi. Mình coi coi được, mình bấm nút đi con, đang tiến tới hôn lễ đi. Thì mẹ cũng chồng cho có cháu đang ẩm. Rồi, mẹ chồng có cháu rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai em? Dạ em đi với chị, hai chị với anh rể. Em là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, chị năm của Minh Hùng. Em cũng bổ sung rằng là hồi nãy em có nói tất cả tài sản, gia tài đồ này kia thì mấy chị đều là cho em hết, không có phân chia. Còn như em thì muốn buôn bán, kinh doanh gì đó thì ở quê đều có. Em thì em nhận xét về Thảo thì được, cũng hiền, mới thì nhìn cũng hơi bị dữ thiệt. Nhưng mà theo như em nghĩ thì con người mình không thể nào nhìn bề ngoài. Rồi. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị Năm. Bây giờ mình mở rào nha. Mở rào ngoài nha. Không ngụy trang nữa hả? Có sao để vậy người có ơi. Có sao để vậy người ơi luôn ha. Hồi nãy quấn cái khăn đẹp lắm.
có cái kẹp gỡ quá anh Linh đến lấy rồi. Đây anh có đó hoa. Dạ, tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Với lại cái này tranh gia đình anh chồng. Dạ. Anh thấy cái vụ mà hói hói đó thấy ổn không? Sao hói nhiều vậy? Xưa kia nó không hói nhưng bây giờ nó hói. Thôi sau chương trình anh về anh tìm thuốc sử dụng tóc cái mọc nhiều ra chút xíu đi. À, như có mắt he thì phải ạ. À. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là giống như nãy em nói vậy đó. Thì nhìn em ban đầu thì thấy nó hơi dữ. Nhưng mà có thể là cảm nhận được em cũng không phải như cái nét ban đầu. Cũng dễ thương mà. Nhìn em anh chấm được khoảng mấy điểm? 7 điểm. Được những điểm như thế nào được 7 điểm anh? Chẳng hạn như về dáng, về làn da, dạ, về nụ cười. Còn em nhìn anh sao? Thì nhìn anh thì nói chung là... Mấy điểm? Chắc cũng được. 6 điểm mà. Chắc cũng được, gần được 6 điểm, chắc 5 điểm rưỡi. Thì về sự thật thà nè. Nói chung về cái tánh... Khen ta ngoại hình chút coi. À, thì ngoại hình thì nói chung là đẹp. Chỉ có tóc là nó không được đẹp lắm thôi. Trời ơi, em trừ cái điểm hói nặng quá em. Thì em làm thì thường thường là chủ nhật em sẽ được nghỉ. Chủ nhật nghỉ hả? Dạ. Ừ. Anh có lên đó để đi uống cà phê hoặc là đi chơi cùng em được không? Được, anh sẽ đi được chứ. Ý là cổ đang mong muốn cái sự chăm sóc quan tâm của em, với là phải cho thời gian hai người tìm hiểu rồi mới cưới. Dạ, được chứ. Bạn gái có thể là hiểu giùm cho em, thì ở xa có thể một tháng em lên hai lần vẫn được. Được không em? Dạ, trả được giá đi. Một tháng lên hai lần thì cũng tốt. Nếu mà lên phải hết 4 ngày trong chủ nhật, một tháng có 4 ngày lên hết thì càng tốt. Dễ thương. Có thể tìm hiểu nhiều hơn. Rồi bây giờ nè, nãy giờ em nói chuyện với chàng trai đối diện á. Dạ. Em cảm giác nó trong người nó thế nào? Nó có thay đổi gì không? Dạ rung cái trời luôn anh. Rung không? Vậy là dạ, có thay đổi rồi đó. Còn em trai? Thì em nhìn bạn xinh. Thích nên... không? Dạ thích ạ. À. Thích hả? Thích là được rồi. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Hết thời gian rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Dạ, chào cô. Con xin phép cô cho con được hôn Thảo. Hả, cô gật đầu thấy không? Chào chồng em nha. Đây. Quỳnh Miên chưa có tiếng. Anh cứ nói đi. Anh cứ nói bình thường nè, anh cứ cầm nước bình thường đi. Anh đừng dặn gì hết á, không sao hết á. Tại vì anh chưa bật lo thôi, anh cứ nói bình thường để nó phun vô trong máy rồi. Em chào chương trình, em tên là Nguyễn Duy Khánh. Em sinh năm 1993, quê quán em ở Quảng Bình. Em vào lập nghiệp ở Sài Gòn. Lập nghiệp ở Sài Gòn bao lâu rồi anh? Dạ. Hơn 10 năm rồi chị. Công việc cụ thể của em là? Công việc cụ thể em là bên hàng hương phụ, kỹ thuật của em làm ở bên kỹ thuật điện tử chị. Kỹ thuật điện tử là cụ thể là gì ta? Để bên quái lễ thôi chị. Để bên quái lễ cửa, bên âm thanh đó cho cô giúp quý lễ. Rồi thu nhập tháng bao nhiêu em? Dạ của em thu nhập tháng hơn 6 triệu chị. Rồi đủ trang trải trong ngày không? Dạ đủ chị. Hơn 6 triệu là thuê nhà ở với mọi người hả? Không, em ở gia đình. Nhà em ở đây hả? Dạ không, em vào đêm thuê nhà em ở đây. Gia đình em thuê ở đây? Dạ, em ở qua đây. Ừ, bố mẹ em đang làm công việc gì trong này? Dạ, mẹ em có quản lý nhà hàng. Ừ. Bố em làm bên xây dựng. Ừ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm... Điểm mạnh, điểm yếu của anh á? À, điểm như mạnh của em không thường không rượu chè, không bia, không thuốc lá, không cà phê.
chặt lá không? Không, không gãi thì cỏ chưa? Chưa. Gãi cỏ như thế nào? Không gãi thì chưa tiêm được mũi, chưa tiêm được người phù hợp. Em bây giờ chưa yêu ai. Là không có mấy cái thứ như là thuốc lá, rượu chè? Không. Cà phê? Không. Dạ. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu thì hay ngủ nướng. Hay ngủ nướng? À. Có cái câu chuyện gì về cái việc ngủ nướng không? Nó gây ra tác hại không? Không, do mình làm về quá mệt cho nên mình ngủ nướng tí. Do công việc của mình nhiều quá, nó là mệt. Chị. Còn cái gì mà coi như là sở đoản của anh không ạ? Dạ không, em chỉ sở trường em thích nấu ăn, về thích thích nấu ăn dọn dẹp ra cửa. À, thích nấu có món ăn. Món nào mà nấu giỏi nhất? Em thì món lẩu, một cá. Anh đi món lẩu một cá là được. Đã bao giờ nấu cho người mà mình yêu ăn chưa anh? Dạ, chưa có hết. Chưa có hết. Dạ, nấu cho bố mẹ ăn trong gia đình thôi. Vậy là từ xưa giờ anh chưa quen ai? Dạ, chưa yêu ai, chưa quen ai luôn. Chứ anh không có động lòng với cô gái nào sao, hay là không có để ý ai sao? Giống như mình để ý họ mà họ cứ làm lơ mình thì tới giờ luôn. Ừ. Dạ. Để ý bao nhiêu cô rồi? Thì trong công ty thì để thật qua thôi, chứ một hai cô thì qua thì chưa. Ừ. Chưa sâu nặng ra hết. Nhưng mà khi mà anh để ý một cái người, anh thích một cái người, dạ, thì anh sẽ có, anh để ý xong anh sẽ làm gì, bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Thì nếu mà được lâu thì cũng mời ta đi uống nước, đồ, tỏ tình mà cũng được. Bao nhiêu lần tỏ tình thất bại rồi? Hai lần. Anh kể về hai cái lần tỏ tình thất bại. Mình thích một người đó mà người đó là chỉ kết nghĩa anh em thôi, chứ không có yêu đương. Anh tỏ tình theo kiểu gì? Thì mình, bây giờ mình hãy mời tại gần đâu mời để đi uống nước này, tức này ta tới chơi, hãy rủ ta đi chơi tám chiều. Rồi cái lần sau thì cái người kia đầu thì bảo là làm anh em, cái người sau là sao? Cái sau cũng vậy luôn, anh em luôn, hai người cùng anh em. Rồi rủ đi uống nước, người ta kêu làm anh em hết, sao kỳ vậy? Thế rủ đi uống cái khác đi. Ừ, đi xem đi phim ơi, đi này kia, đi nhậu đó. Nhậu được kỳ quá. Nhậu không được. Không nhậu được. À, từ trưa đi đâu nhậu đâu. Dạ. Thế cứ rủ đi uống nước thôi à? À, được đi ăn cũng thôi mà không chịu. Ngay từ đầu là người ta không chịu. Ngay từ đầu họ không chịu thôi chứ. Anh nghĩ là bản thân mình có một cái điểm gì mà tại sao người ta không chịu như thế? Tại họ trẻ mình, người ổn hay là một cái đó. Họ chịu ngoại hình của mình. Chắc họ chịu ngoại hình của mình ổn. Tại do ngủ nướng nhiều quá nên ngoại hình ốm đúng không? Không có, thì chiều thứ bảy chủ nhật thì công việc nhiều quá nên ngủ tí. Ừ. Tại ngày thứ bảy chủ nhật nó cưỡi nhiều lắm. Đa số mùa này là mùa cưỡi nhiều này. Nói chung là chưa yêu ai cả, kinh nghiệm tình trường chưa có gì hết luôn. Chưa có gì hết. Này ạ, này mới gọi là ế bình vững này, chứ như ông kia mà mới có ế một năm mà gọi là ế bình vững gì. Nhưng mà xung quanh anh không có ai giới thiệu hả? Mẹ anh làm nhà hàng, quản lý này kia cũng không có giới thiệu cho anh à? Dạ, cũng có giới thiệu mà họ không chịu. Họ cứ làm lơ. Nhưng mà cái đình gãi anh cứ làm lơ, nó đi. Rồi, về mẫu người yêu thì anh thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Dạ, bình thường thì chị. Bình thường có hiểu gì về bố mẹ rồi. Bình thường với anh nó khác bình thường với em với mọi người ở đây nè. Nên cái gì mình có một cái mẫu người chi tiết cụ thể thì tụi em sẽ tìm dễ hơn cho anh ha. Ví dụ như cao bao nhiêu? Dạ cao rồi, hơn 1m50 chị. Đấy, bây giờ em ví dụ nè, cao bao nhiêu nè. Rồi cái gì mà anh thích ở người phụ nữ đó thì anh cứ liệt kê ra cho tụi em nè. Dạ cao 1m50, ngoài hình dễ nhìn được rồi. Dễ nhìn là như thế nào anh? Dạ. Đưa vào mà có đừng những người đừng nhuộm tóc, đừng móng tay, móng chân. Không nhuộm tóc, không sờ móng tay. À. Người giản dị. Hơn này được không? Dạ được. Nhuộm cái này được không? À. Nhuộm này không được hả? Nhuộm vậy là không được luôn. Không. Nhưng mà trời ơi. Nhuộm này được không? Nhuộm vậy mà không được thôi luôn á. Có hình xăm được không?
Có thể xăm không? Sao mà đừng để cho này ta thấy. Ủa là... chứ để tay trên tay này không thấy sao? Thấy luôn này, được không? Đó, xăm nhỏ nhỏ thôi, đừng lỡ sợ bố mẹ. Đó, xăm như chị đó, được không? Được không? Cho nói chung thì cũng bình thường, nói chung gạt quá. Tóc dài hay tóc ngắn? Hát cho tặng các chị bài Quảng Bình quê ta ơi, coi nào. Dạ, em hát được. Hát không được hả? Chỗ bài tủ quê hương mà lại không hát được hả? Em vô đây cho em đủ không? Để hát đó. Trời, làm âm thanh không biết hát là sao trời. Đó, không biết hát lên nha. Rồi, còn gì nữa không? À, ra đây đi. Rồi, bởi vì sao mà anh tìm được người yêu? Em hỏi thật luôn á. Mình cũng phải mạnh dạn, mình cũng phải nói chuyện, mình cũng phải chia sẻ. Ví dụ anh chia sẻ tụi em thì tụi em mới biết mẫu người của anh như thế nào để tụi em còn hả đi tìm cho anh cho nó dễ. Còn này là anh để cho tụi em hỏi anh xong rồi anh chia sẻ là ừ bình thường. Thì ví dụ như ở ngoài đường quá trời giá ăn cô gái bình thường luôn sao không quen mà phải là đến chương trình. Đúng không? Thì mình phải tự tin, mình phải như thế nào chứ. Như vậy là anh không được lên sân khấu hay nó cái này tụi em nói thật. Bên em hỏi những cái động lực nào mà để anh đăng ký tham gia chương trình? Dạ, mẹ bảo lên chương trình đăng ký thử. Trước em đăng ký một lần không được, chương trình không gọi. Em là đăng ký lại lần hai. Nhưng mà bản thân anh có muốn tìm cái một lửa chưa? Dạ, rồi muốn anh. Dạ, em muốn lâu đi. Trước em đăng ký cách đây một năm rồi. Em lên đây mà cùng phòng bản đồ mà không thấy chương trình gọi lại. Tại vì anh cũng đi đây nè, sao chương trình nhắn gọi lại. Tại vì ví dụ như khi lên sân khấu thì mình cũng phải tự tin, mình cũng phải nói chuyện giọng dạng để cô gái bên kia họ nghe. Họ biết là mình cũng có ý chinh phục này kia, cũng giao tiếp luôn đấy. Thì họ mới ấy chứ, mình phải rút kinh nghiệm lại. Dạ dạ, cái này đem kinh nghiệm lại. Đem nổi nhiều hơn. Tuổi tác của mấy người đàn gái mà anh mong muốn như thế nào? Dạ, một chị trên 6 anh. Cái tuổi đó rồi. Dạ. Mình cho một cái khoảng đi thì... Khoảng đi ở đây. Ngọn 196 đến 2 ngàn. 196 đến 2 ngàn. Ví dụ như bằng tuổi anh luôn được không? Dạ cũng được, bằng tuổi có tốt nữa. Khoảng nào vậy? Vậy là khoảng nào? Khoảng nào? Bây giờ cho khoảng... Còn này là từ 193 đến 2 ngàn. Đến 2 ngàn đúng không? Dạ đúng rồi, để đến 193 đến 2 ngàn là ok. Có vùng miền thì sao? Dạ vùng đó đâu đừng cũng nó miền Tây, tại em thích. Không thích miền Tây. Dạ nhà cũng mẹ em thích miền Tây. Có vùng nào cũng được. Em cũng mấy anh chị em trong nhà Khánh. Dạ em có mà ba chị em, hai chị em lấy chồng đây con mình em. Ba chị gái lấy chồng rồi. Dạ. Hết trong đây luôn. Không mà chị lấy chồng ở ngoài Hà Nội, cũng chị lấy chồng ở trong đây. Ừ. Vậy là anh là con út trong nhà. Dạ em út. Ừ. Rồi. Ok, còn hỏi gì đúng không em? Dạ, bây giờ là cái mức thu nhập của anh là 6 triệu một tháng á. Dạ. Thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để mà cho nếu mà tìm được bạn gái thì sẽ tiến tới hôn nhân ấy. Thì anh chuẩn bị như thế nào? Dạ, em cũng chuẩn bị được nửa đó. Được nửa là bao nhiêu anh? Được, tại em với em mới xây nhà đâu xong rồi, cũng được có một mấy trăm. Tại mình mới xây nhà ở quê xong. Là bây giờ anh chuẩn bị được bao nhiêu để cưới vợ nè? Mấy trăm nè? Được 200 triệu. Thì cái dự định tương lai cho mình là về quê à? Dạ, về quê. Về lập nghiệp ở quê. À, là dự định về quê lập nghiệp hả? Dạ, là xây nhà ngoài Quảng Bình hả? À, dạ, sau này mình về quê lập nghiệp. Sau này là về già, về hưởng thụ hả? Không, còn con trong bạn gái và có chịu muốn về giờ thì về thì vào vài năm nữa về. Nhưng mà ý của em á, dạ. Em mà định về quê em ở đây. Dạ em chúng bạn em ở đây đã. Ừ. Một thời gian nữa em về lập nghiệp ở quê. Ừ, về lập nghiệp ở quê thì em làm gì ở quê? Em về em mở tiệm sửa xe, về là chuyên về học thành. Em ánh sáng đám cưới. Dạ. Em nghe trên trại sửa xe. Hiện tại cũng đang sửa xe luôn hả? Dạ, bạn hạt cho hai nghề. Ừ. Dạ. Tức là thứ bảy nhà thì nhiều tiệc tùng thì đi làm nhà hàng à. Còn bình thường là ít việc thì là ở nhà sửa xe. Dạ đúng rồi. Là sửa cho người ta hay sửa cho mình? Dạ, sửa cho ông anh. Ông anh hả? À. Vậy là tổng thu nhập một tháng còn bao nhiêu? Còn là cái sửa xe ngoài thì mình tính hàng cả tháng ngày lâu thì mới đi làm thôi. Ừ, nhưng mà ý là ví dụ như cả hai nghề với một tháng em thu nhập được khoảng bao nhiêu? Dạ ngoài thì một tháng em có tìm 2 triệu ạ. 2 triệu à? Với lại 6 triệu ở kia nữa là khoảng 8 triệu một tháng. Dạ. Ừ. Còn dạ. Tiền nhà cửa là mẹ lo.
nghe kêu cũng phải phụ mẹ đâu mày kia. Phụ mẹ hả? Dạ. Dạ cũng phải phụ mẹ thôi. Phụ mẹ nữa hả? Quán bình anh Phúc nào? Em bảo ngay bố tay cho chị, ngay đâu trong nhà đi ra. Ừ, hủy bố chặt à? Dạ, hủy bố chặt. Phong Nha kẻ bán hả? Dạ, Phong Nha kẻ bán, đưa ngay biển đưa chị. Rồi, về kinh doanh du lịch có khi lại giàu. Đúng ở, không? Ở giờ ông Quang Ninh thì đang phát triển lên sân bay quốc tế chị. Dạ, phải đâu. Rồi có tiết kiệm gì để lấy vợ chưa? Ngoài cái đất xây nhà ở Quảng Bình ra thì tiền bạc mình có tiết kiệm được nhiều chưa? Dạ, chưa chị, mình đang ít. Vẫn đang ít hả? Từ khoảng bao nhiêu rồi? Trong tầm 200 chị. À, 200 mà có đất có nhà rồi mà tiết kiệm được 200 là cũng ok rồi. Nhà em hôm qua bố mẹ cho đất đã hôm qua 15 nhà đâu xong. Em làm xong chưa? Dạ xong rồi. Là tiền của em luôn hả? Dạ nhà cấp 4 rồi. Dạ xong rồi. Thì cấp 4 thì dạ, nhà xong rồi. Nhà được rồi. Dạ. Có thế nào một tháng có 8-9 triệu mà tiết kiệm được còn đấy xây nhà là ngon rồi. Vậy là tiết kiệm dữ lắm đấy đúng không? Dạ em đâu ăn uống chơi bơi đâu em. Làm không em chơi bơi thì. Dạ em xong em về nhà. Từ sau này bạn có bạn gái thì có ra đâu rồi phóng khoáng các bạn dạ, gái. Có chứ, có bạn gái thì đạp động như bạn đầy đủ chứ. Ừ, lo cho bạn đầy đủ đúng không? Dạ. Ừ. Ok. Đừng để bạn thiệt thôi, tôi bạn. Em là cao 1m56 hả? Dạ. Nặng 48kg hơi nhỏ con ha. Rồi ok, cảm ơn Khánh nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em, nhưng mà phải tự tin lên nha. Về để em tập nói nha. Không phải là tập nói mà ví dụ như bản thân mình phải thoải mái, mình phải tự tin lên, được chưa? Ừ. Ok, cảm ơn em. Hai em. Cảm ơn.